Xin chào khán giả. Con này dưới về nội con có chân giả. Bây giờ con lấy đồ con hái nha. Hái gì con, hai đứa con? Con có giúp chỗ người mặt là vui. Ai chưa thật là vui. Dạ xin chào quý ông bà cô chú khán giả. Con à. Đây Thế Vĩnh. Sao đội cái sọt đựng đồ con? Có đội, dạ, có đồ nè, có đồ hái nè. Trà sữa, dạ. Dạ có đồ hái nè. Rồi. Dạ đi đi giờ thì mấy cha con đang chuẩn bị hái vú sữa nha quý bà cô chú. Dạ tại vì cây vú sữa của ông bà nội á năm nào tái cũng nhiều cho ông quý bà cô chú. Đâu vú sữa ông nội đâu? Nè. Dạ nè. Đó, quý bà cô chú thấy không? Có nhiều lắm đó. Ủa. À, đã chưa? Dạ năm nào trà sữa cũng về hái vú sữa của ông bà nội á. Dạ hôm nay là 28 Tết rồi quý bà cô chú ơi. Dạ. Chuyển qua 29 Tết, 30 Tết cái là thấy hết Tết rồi đó. Là chuẩn bị đi làm. Đau tôi. Đau gì con? Chiếc xe này xe gì vậy? Xe gì? Xe hư hả? Con hỏi ai vậy? Xe con có trên đồ mà dẹp bừa. Ủa này đâu có làm gì đâu. Ai đang hái chút xíu. Ông nội đang mượn cây hả? Ông nội đang đi mượn cây kẹp về để hái. Hai đứa con thích ăn vú sữa không? Con lấy cái này. Con muốn ăn vú sữa không? Đây đi đấy nha. Hả? Chú đi đấy nha. Ờ cho chú tươi hái ha. Để chú tươi hái giùm con được không? Để nội ly kẹp gì con kia thấp lắm hai tới. Nội ly còn kẹp dài. Chú tươi kẹp. Đi kiếm ông nội đây. Mở đâu rồi? Chú chú tươi leo đi. Chú tươi leo đi. Chú tươi leo. Chú tươi leo lên, chú tươi lấy cái cây dài chú tươi hái. Chú tươi hái đi. Dạ. Cây này cũng rồi. Em hái nè. Ô là quá hay. Đi kiếm ông nội ra, ông nội đâu rồi? Đi đâu chưa mẹ? Ông nội về rồi. Ông nội bên đây nè. Ông nội bên con mi á. Thấy xuống đây rồi. Thấy thầy xuống anh chụp. Để cha về đi. Ông nội chụp cũng được. Ông nội về chưa? Không có ông nội. Kìa cái kẹp đó cha. Cái kẹp sau lưng cha kìa. Nó hái không được hả? Thôi leo lên đi. Hắn leo lên đi, trẻ rồi. Mày leo đi, cha như sao cho leo được. Đi thôi con, vô. Đi lại chuẩn bị chụp kìa. Rồi có cái mít chín luôn đó. Sẽ uống nha. Uống nha. Ha, con leo hai thắng rồi rồi cha chụp. Mi mi. Chúng tôi leo dưới sữa nè. Mi đâu con, dẫn em Mi lại chơi. Dạ Mi chơi con. Ăn xăng, ăn xăng. Thương em Mi không? Thương 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 này thương. Đâu vườn là vườn của ông nội mà. Vườn mai của ông nội nè. Bữa con quay mai cho ông nội bán hết rồi đó nè. Còn lại mấy mai nhỏ nhỏ rồi, ông bà nội đang ương lại nè. Giờ sao? Để ông nội hát kìa, ông nội hát kìa. Chú Tư hát lại chụp nhanh lên. Cái gì? Sữa. Được không ta leo? Được. Tao qua mày quay. Quay nó né thôi. Một quần cách đáy kìa. Không có. Đã chết đi đây luôn. Gì vậy? Wow. Chú tao đi bên đây. Wow wow. Chú tao đi đường đó là đường xuống rồi. Đâu con? Kìa kìa. Bên đây nhiều. Đâu con? Bên đây không mới chụp được. Ơi kêu ông nội lót cái gì cho mới chụp được. Lót vải lên đi, lót áo lên khoan. Đi. Con làm gì con đi ra đi. Quay chú Tư. Chú Tư thân lo chả. Lên đất nhà là bắt chú Tư. Sẵn sàng thôi. Lên đất nhà bắt chú Tư luôn hả? Lên đất nhà là bắt chú Tư. Lên đất nhà là bắt con này. Lên đất nhà là bắt con mẹ. Con đang đâu vậy? Con đang ở đâu? Đi về
Ờ à, sửa xin ra sửa ơi. Ok chưa? Dính đầu dục lép. Con bẻ dính hắn ơi, chị rớt đầu tôi đó. Chê xa, đu con. Hãy á, chú Tư hãy xuống. Hãy xuống rồi. Bưng. Đừng. Để đây. Để cái gì đựng chơi? Để đây. Cây cái cây ngủng à. Cây ngủng thôi. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi cha. Rồi được rồi, lấy cái vỏ nó chộp. Nó nói chộp đi. Con bỏ xuống đi, con bỏ xuống đi, con bỏ xuống rồi con chộp. Cây ho yếu quá mà. Coi cây này. Mệt quá. Cho kiếm cây khác đi cha. Cây chắc mét mệt quá. Nè. Chị sửa mệt rồi. Chị sửa la, chị sửa mệt. Để giờ đi coi có lần không cần. Ủa đâu rồi? Gần lên lắc lắc trái luôn. Là lần đắp nhà là bắt con. Sửa năm nay toàn cái ngoài xa. Chút đây. Con hái rồi. Chút mẹ. Con hái. Con leo lên được con cao lắm. Rồi có thư nè. Rồi con nở bắt rồi chi cà. Ừ. Vậy nội vui không? À sữa ơi. Vậy nội vui không con? Cha lấy cái gu lim ra bẻ đỡ cũng được cha. Chơi lâu tay rồi. Lâu tay rồi hả? Trên đây thì trái nhiều. Nhiều mà hái không tới hả? Mấy có cây mới được hay, không toàn xa không à. Ừ. Một trái quá trời chín luôn. Sữa ăn không? Sữa ăn chút sữa đi. Kêu mẹ lấy muỗng cho con ăn. Cảm ơn chú Tư. Đâu rồi? Cảm ơn chú Tư đi. Cái gì tên là lớn lúc nhà là bắt con chú Tư. Nhà bắt con chú Tư. Chuyên môn hỏi nhà kế. Là đường lúc nhà là bắt con chú ơi lùng. Lương lúc nhà là bắt chú Tư. Mặc đồ đẹp quá ta. Bắt chú Tư luôn. Ừ. Ừ. Đó. Đừng có nhìn lên cái cổ, mở cổ. Anh hai đang làm gì vậy? Đâu trái nãy chín không anh hai? Ồ trái này ngon nha. Wow. Thơm quá. Thơm không? Lát cho con mình trẻ ăn ha. Thơm quá à. Lấy lại cho bà nội đi, bà nội mừng đi. Xách vô cho bà nội đi. Cái thai lớn nhất về là bắt con chú Tây. Tôi bẻ được trái là đứa nào chụp nè. Lấy Vĩnh, lấy cái gỗ này chụp con. Bỏ cái đó ra. Bỏ cái đó ra thao, bỏ trái ra thao. Từ bỏ cái đó ra thao. Con lấy cái trái đó bỏ ra thao rồi con mới chụp được. Để cái trái này chúng thế kia nó dập. Đâu đâu. Lại lại gần đây nè. Từ 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 không được con, lại đây không được. Lại đây nè, đứng đây nè. Nè. Rồi đứng đây chấm. Từ từ nha con. Khoan mày thải ngay gỗ cho nó không canh được đó. Canh cái rổ thải xuống luôn. Ờ. Rồi 2 3. Wow, điêu luyện chưa? Dỗ quá ta. Phải. Dỗ quá ta. Cái dưới sữa kìa. Dưới sữa kìa. 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 Sữa sách luôn đấy, một trái lại cho bà nội đi. Bà nội em đem lúc nhà em bé có lý rồi. Ờ, sách lại cho bà nội, đứng đứng cái giáp. Mì mì. Kìa cây, cầm một cây rồi đấy. Cây đây nè trai. Lấy cây đi em chẻ ra cho. Ngọc quay quay giùm anh đây hả? Quay anh em chẻ cây cho Ngọc. Ngọc ơi quay giùm em coi. Ngọc ơi quay giùm em đi đây tôi. Căng căng đây cho. Ngọc. Ờ, đây, 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 đây. Đẹp sẵn nè. Bỏ chẻ. Đây coi. Được không? Đi, đúng em. Đúng sợ. Ừ, cha đây con, cha đây, giữ em Linh ơi. Dạ. Để em nó sợ nè. Mà mày né kịp lên tới vũ sữa đó đầu em. Có ai chơi? Có ai chơi? Chơi vậy. Pha pha. Dẫn em ra con. Em gì hả? Cái sữa nó rụng. Sao con? Sao gì chưa thấy? Không sao hết. Sao con?
không có mềm mềm con không có. Rồi 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 rồi. Bể luôn. Bể luôn dục đi con. Chín đục hết rồi. Tránh ra đi con, không sao mà mùi à. Đứng sát tường đi sợ. Con nhận cái đầu con cứng. Thôi đừng bể chín sữa. Rồi bà sữa đứng đây. Cái cây này bé lắm, dụng cho lại hết à. Chiếc sữa này bể không? Bể rồi con. Đây thấy Dĩnh chụp được một cái. Ở đâu đâu vậy? Ăn đi, ăn nha. Ngon con. Xách cho bà nội trái đi. Xách cho bà nội trái đi. Bà nội đâu rồi? Sữa. Ẹ. Đấy, dơ nó dính đất á. Kệ ông nội cho ông nội chụp ra. Con nội chụp ra. Đưa thấy Dĩnh chụp cũng được mà. Nè, con thấy cái sữa đây con né ra đi con. Ôi. Con phải canh. Mày canh cái gỗ ngay, thải ngay cái gỗ nhỏ chứ nhỏ sao biết được theo được. Trời ơi, tao phải bỏ đi con. Anh thải cái báo phát luôn. Anh thải nó. Ờ, nó nhỏ chứ biết sàn. Đại cái nữa rồi con. Được mà, gỗ này mình thải vô. Bỏ thành thao đi cha. Đó. Lụm coi, lại nhảy tưng ra luôn. Rồi lụm vô. Rồi để vô thao, cảm ơn chú Tư. Cảm ơn chú Tư. Mềm ăn được. Ông nội hư răng, ông nội. Vô sữa mềm. Quen chưa? Xíu thấy Dĩnh ăn xíu sữa với sữa, trà sữa ăn. Xíu bên ăn nha con. Dạ. Trà ơi con ăn cái này được đâu. Con xách vô cho bà nội trái đi. Trời ơi, vô sữa hư hết, nó rụng kìa. Hư rụng. Anh ở đây mà. Con à. Con xích vô đây. Con đâu vậy? Con bò qua nét chữ tinh. Ủa hai người với nhà mà ngồi chung chạy. Nội em sửa sửa cái đó, nội nội cái đó đi viện sửa sửa. Ai với ai vậy mà chung vậy? Hỏi ai vậy? Hỏi ai vậy? Dạ. Chị đã sửa. Đâu đó? Nắng. Ừ, đi lại hái chút sữa nhanh lên. Tự nhiên đi đây vậy? Đã hái sữa từ rồi à? Hỏi gì thêm Tư với Út với mẹ ăn chút sữa không? Đem lại cho. Mẹ ăn chút sữa không? Mẹ ăn chút sữa không? Nè. Dạ, anh đặt tôi nãy. Mẹ em đến nè. Nãy giờ chụp góp không? Vậy hả? Mẹ ăn luôn. Cho thêm tương giá nữa. Ồ quá. Ừ, thêm tương cảm ơn con nha. Dạ. Con đem cho mẹ nè. Con đem cho. Bà nội đâu? Cho cha nè. Thôi đem cho bà nội nữa kìa. Nội đâu? Con đưa là hoàng nha. Con sữa nha. Trời sách tới đây nữa kìa. Mẹ ăn không? Ngon quá vậy. Mẹ cảm ơn nha. Cháu ăn không? Thôi cho bà nội trái đi, bà nội đâu rồi? Ủa, này của con mà. Ủa sao sách cho bà nội? Ê. Trời đất. Bể rồi. Bể đâu bể? Trời ơi, bể rồi. Bể rồi, bể. Để đi Út ăn. Rồi đi lại bắn chết, bẻ tiếp đi. Đi lại bẻ tiếp. Lại bẻ tiếp đi đâu vậy? Con cha lại coi cha anh hai bẻ nha. Con đi lại anh hai thôi à, cha lại anh hai nha. Đây không ăn hai vẫn được. Ông này ứng trái rồi. Ông nội ứng chưa được cho ngon nha. Không phải hạ xuống. Đó kỹ thuật ông nội. Chưa kịp. Ông mới trái đi chín rồi, ăn luôn sao. Ăn đi. Thôi tới nội nữa. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ông nội hơi yếu rồi. Bác không kịp rồi.
Xin ra đây sửa, qua đây sửa. Sửa. Lùi lại con. Đúng rồi. Không thấy cái cá, không thấy cái cuốn ở đâu luôn. Nguyên một ba trên đồng luôn. Mẹ mẹ đi. Để con thấy cái gì. Dạ không con, thích không? Quá trời. Một bóng. Rớt rồi. Thấy không, thấy không nói, thấy không? Được mấy trái ngon quá, sữa ngon ghê mà ngoài con chú. Cho con á. Chừng nào chú Tư hái dính được thì con hứng. Không? Chú Tư hái dính rồi rồi ta thả xuống. Đó, vậy trong nào chụp mới kịp. À. Chứ thôi con thay không kịp. Thay chừng nào chú Tư hái dính á con mới chụp được. Chú Tư hái dính thì chú Tư thả xuống cho chụp. Hái dính à? Hái dính luôn kẹp á. Hái dính luôn kẹp. Hái dính luôn kẹp. Kẹp vô rồi chú Tư thả luôn à. Chú Tư thả xuống cầm tay thả xuống con mới chụp luôn được. Chú Tư cầm cây chú Tư đưa xuống. Đây nè cho. Rồi. Đâu có. Chú Tư thảy trên xuống, gỡ ra kẹp rồi chú Tư thảy xuống cho con. Ờ chưa hết. Thả xuống bên. Kìa. Dạ chú Tư thảy xuống kìa. Chụp được không nha. Đâu ở đâu? Qua chỗ đóng đây đi. Ờ đúng rồi. Không được là ăn đòn nữa nha. Ô, điệu nghệ ha. Sữa ơi, đâu rồi sữa ơi, chú sữa này chưa hết ơi. Sữa à. Sữa ơi. Cái gì vậy? Con làm gì vậy? Con ăn chưa? Con đang vú sữa hả ngon vậy? Cảm ơn chú Tư chưa? Dính chưa đây. Cảm ơn nội chưa? Ừ, nội. Cảm ơn bà nội chưa? Ừ, bà nội. Cảm ơn khán giả chưa? Ừ, dạ. Ừ, rồi. Nghe vui sữa lắm. Ngon con? Này vui vui sữa siêu ngon, siêu sạch luôn. Bên tới con kìa Bên. Hai Bên chờ ngồi chụp. Wow. Dính này dính. Hay quá. Rồi đây. Một thao với sữa luôn. Ngon ngon luôn. À, này ngồi chơi. Chú Tư hái dính đây nè. Rồi. Tèm bẹp. Rồi trong nội hái. Ông hồi hứng không kịp luôn. Nội rất hai trái luôn. Chứ hai dính. Dính nè, dính là bên đây. Dính là bên đây. Rồi. Ủng chín ngon, xé xé xích ra con liền. Đó hay quá, biết khứng rồi đó, biết khứng không? Anh biết chồm tới và anh biết hạ nhẹ xuống gỗ xuống liền tại chỗ nữa đi con. Nè con dính rồi nè, dính rồi nè. Đây con phải chồm tới nha. Ấy né ra xíu, xích ra con lùi lại xíu. Wow, có kỹ thuật rồi đó, có kỹ thuật giỏi 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 giỏi. Ok. Bây giờ bị mặt trời chói với ta. Mặt trời chói ngay chỗ hướng này luôn. Có túc lạnh. Coi nè cho. Rồi để đi. Túc lạnh kẹt trên ngon. Ngon không? Để quên chùm này. Khá chát đi, sửa tránh ra, sửa. Qua đây. Đứng lại đi ăn coi con. Đó, mọi lụm chụp cực kìa. Ngon không sữa? Con ngon không? Không con ngon không? Con im ru vậy? Hả? Hả? Con ngon không? Có chân giòi nha. Lấy muỗng nào ngay con chân giòi á. Mê. Mê luôn mà cô chú à. Phải à. Ồ, nội chụp tiêu luyện chưa? Nội chụp cái giữa là cái vỏ gì. Nó gà có trứng rồi nó. Nó gà chín chóc quá cha. Nhà chắc là đi qua này có nè, hai trái luôn, ba trái luôn. Đây, được con cả chục trái rồi, quý ông bà cô chú anh chị. Nó chiều nguy hiểm, lúc nhà nguy hiểm luôn, con không dám đi qua đâu. Con camera lên. Mẹ đi đâu vậy? Hai trái luôn. Ồ, hay quá, dính hai trái luôn rồi.
cái này chắc chín quá trời chín. Ông nội ra bây giờ ông nội không hái, ông nội đi dành. Đâu mẹ vô, mẹ vô con xíu đi ra vườn bắp hái bắp đâu ăn. Kìa, tôi dính rồi con. Dính kìa. Qua đây con. Đi. Từ 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 nè, nè, coi theo nè. Rồi 3 2 1. Ô, hay quá. Quý ông bà cô chú nhiều khi coi không kịp luôn á. Rất là nhanh. Sửa đây đây con. Sửa ăn. Không? Còn này hái hết đi chứ để hư sao? Không con. Ăn nữa không? Ông nội xé cho một trái nữa. Hết rồi, vỏ đi. Dính mỏ con á. Rồi. Thấy dính trực báo khác không? Thấy. Tốt rồi đó, nãy giờ xíu rồi trực tốt ha. Gì vậy? Đi đi lại đây con. Đi lại đây. Đi lại đây. Đi lại đây. Không con. Mời ông bà cô chú anh chị ăn ơi. Ông bà cô chú anh chị ăn không? Dạ. Con mời đó. Con liếm rồi. Con liếm rồi hả? Con liếm mà ông bà cô chú anh chị ăn được hả? Con lấy trái khác cho ông bà cô chú anh chị ăn. Ủa này của mẹ mà. Của mẹ hả? Rồi nó chạy, trên thân cây. Được rồi, lận ra đi, lại mẹ lận ra cho con ăn. Rồi hết rồi. Còn hả? Chưa con. Nè, ăn vú sữa ngập mặt nè quý mẹ cô chú anh chị ạ. Đúng ăn vú sữa ngập mặt luôn. Chưa con. Hỏi chú tôi có dính chưa? Rồi. Rồi. Rồi lại hái nữa đi, ông nội ăn kìa. Ông nội ăn vú sữa rụng. Rất chay. Chính rồi. Rất chai. Chai đâu đó. Mọi người mới thay ra, mới khám răng, mới làm răng. Không y rồi quá thầy. Không y đều la ông giùm nó không y. Không y lại đây coi. Rồi bỏ vô luôn đi con, xíu ăn. Lụm bỏ xuống. Gì vậy không y? Con la gì nhoi trời đất chứ hả? Mới thấy cha gây hả? Rồi đi rồi. Rồi đây. Sửa đây. Nãy giờ con thấy. À giỏi. Con ăn thêm không? Con thêm không? Con thêm một kêu ông nội hết được rồi sạch tay. Rồi ăn gì miếng vú sữa sạch dơ vậy? Đi lại ra con. Đây thấy dính nha. Hai trái nha con. Ô. Dính hết không? Quá chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn. Trời. Đúng là con trai miệt vừa khổ. Xin đây hai trái vô chung. Đá chập bẹp ơi. Rồi xong hai cho con mình hãy bưng vú sữa đi bán ha. Mấy cho con mình đi bưng vú sữa đi bán ha. Rồi vô vô. Vô. Xin qua đây. Hay quá. Mình đổ vú sữa đi bán ha. Bán chú tư. Dục với bê sữa ơi. Con ăn hết rồi. Dục đi con. Trời ông nội không kịp. Thất thủ rồi. Đúng rồi đưa đây đi. Cái dính bỏ trời. Ông nội, ông nội. Ông nội dính là dính này con. Ồ. Đó mình ra tay rồi ta. Hay quá trời. Cái này rất ngon trời. Đã quá. Bên rất là vừa dày em bên. Chết. Ồ, xíu nó vô mình nhỏ. Thái kỹ kỹ lại. Thấy nó vô mình nó con né vô bên. Có cái bao, nó bao với cái hai cây cầm. Ừ. Vô mình coi, đúng rồi. Em ơi lấy cho sữa ngon miếng đây em ơi, nó ăn hết rồi đó. Ôi đi từ đây hai, từ đây hai. Lấy trái cho sữa nữa à? Còn có
còn nhiều lắm không biết mà chú thấy gì đi. Mình thấy lá nhiều quá cái nó trái nó cái nó lẫn trong lá. Sợ độ cao mới chết chứ. Sợ độ cao không? Thôi đi. Nếu không được thôi đi đừng. Đừng có lên nè. Thôi được rồi. Tôi đứng đó đó. Ừ. Đứng đó còn đó mẹ đừng lên nữa. Rồi. Ngay đó được rồi. Tôi đó là gầm cuối rồi. Đây đâu thấy đường đâu mà chạy chạy. Thì nó rớt xuống nhiều thằng cũng đẹp thôi chứ. Không kịp đâu. Sữa ăn nữa không sữa? Dạ. Sữa ăn nữa không? Dạ. Sao vậy? Sữa bên rồi. Sữa. Lại đây chào bà con của bác nè con. Đây thấy Vĩnh. Con ăn không? Mình chỉ thích thái rồi con thích ăn không? Mời hai bắp. Con ăn rồi hai bắp ha, hai bắp. Mời hai bắp xong rồi mới ăn. Kìa thấy Vĩnh, thấy Vĩnh, lại thấy Vĩnh. Hai thằng nít, thôi chụp ngay đó con, ngay đó luôn con. Cứ ngay đó luôn con. Rồi, được con, ngay đó luôn. Hay quá. Báo phát. Biết kỹ thuật chụp giỏi à. Bắt sầu riêng luôn, bắt được. Rồi bây giờ hái xong rồi mấy cha con Khương Dừa sẽ sẽ mang vô sữa đi bán nha quý mọi cô chú. Hay quá, thấy Vĩnh hay quá ta. Ôi nhiều rồi. Hết chỗ để luôn. Quá đã rồi. Sữa uống gì vậy? Rồi, không kịp. Sữa uống gì vậy? Uống dừa. Nước dừa hả? Dạ thôi chào tạm biệt quý bà cô chú ạ. À. Hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo. Cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều. Chào tạm biệt quý bà cô chú đi cha. Dạ. Chào tạm biệt quý bà cô chú con. Dạ cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video của con ạ. À. Con chụp hay không? Dạ. Chào luôn hả? Hả chào hả? Chú nước vừa chào. Chào tạm biệt bà cô chú. Chào tạm biệt. Dạ hẹn lại với bà cô chú trong một video tiếp theo nè. Việc cái dừa nhỏ của bà nội nè. Bà nội cho uống này sướng quá trời, về nội sướng quá. Dạ cảm ơn quý bà cô chú và hẹn gặp lại ạ. Thôi được không? Ừ. Được không? Hết thôi.